Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đông Men Thị Nhân, Đông Men Mỹ Đình. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Chúc các bạn một cái sản phẩm Đông Men X30 mà mình đã hoàn thiện và chuẩn bị giao đến tay khách hàng. Cái sản phẩm này dành cho cái đơn vị bán làm về đám cưới. Họ giao các cái sản phẩm về đám cưới như thực phẩm này, rồi là bàn ghế chát vân vân. Đây là một trong những cái ngôn ngữ thiết kế mà mình làm lên cho cái đơn vị này. Các bạn nhìn thấy cái trái tim ở giữa, nó tượng trưng cho cái ngày vui của cô dâu chú rể đó. Đằng sau nó còn một cái đề can nữa, nhưng mà trong cái khách hàng muốn về tự dán nên mình không thi công ở trong này. Đấy, thứ hai là bạn nhìn thấy hai cái con chim. Đấy, hai cái con chim được dán đề can rất là đẹp ở bên ria hông này, nó tượng trưng cho cái sự hạnh phúc, sự đông đầy khi mà khách hàng họ về được với nhau. Đấy, thì đấy là một trong những cái tiêu chí, một trong những cái định hướng thiết kế mà mình thiết kế lên cho khách hàng, là một những cái chiếc xe mà mình thấy rằng nó rất là đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp. Đấy, thì Đông Ben Mỹ Đình là một trong những cái đơn vị mà làm đề can nhận diện thương hiệu đẹp nhất trong tất cả các cái đơn vị hiện tại đang có trên thị trường. Đó là điều mình đảm bảo. Bên mình có một cái thiết kế, một cái bộ phận thiết kế riêng, một cái bộ phận đo đạc để dán đề can riêng, nên mình nghĩ rằng trong cái với những khách hàng mà yêu cầu về cái sự chỉn chu, cái sự chi tiết và cái ngôn ngữ thiết kế độc đáo, đẹp lạ, thì Đông Ben Mỹ Đình là một trong những cái đơn vị có thể đáp ứng được cái tiêu chí đó của khách hàng. Nói về cái chiếc xe Đông Ben X30 này thì có cái gì? Nó là một trong những cái sản phẩm mới nhất đời 2020, trọng tải hoàn toàn mới của nhà máy Đông Ben, trọng tải chỉ có 930 kg thôi, đáp ứng được cái tiêu chí, đáp ứng được cái tiêu chuẩn mới của nhà nước từ ngày 1/7 là dưới 950 kg thì mới được vào phố. Thì cái sản phẩm này vẫn cái ngôn ngữ thiết kế rất quen thuộc, như những chiếc xe BMW ở đây, hai cái cụm đèn pha bằng bi xê lông sáng tiết kiệm nhiên liệu, tất cả mọi thứ cũng rất quen thuộc thôi. Thì Đông Ben X30 nó là một những cái sản phẩm mà bán chạy nhất ở Việt Nam trong các cái dòng xe tải van. Đó là điều mình không hề phải bàn cãi. Đấy, thì cái sản phẩm này bên mình có làm cái tấm chắn điều hòa cho khách hàng đó, và cái đời Đông Ben X30 nó được nâng cấp lên một cái sàn 3 ly về như thế này. Đấy, ngoài ra thì cái sản phẩm này được khách hàng có yêu cầu lắp thêm bộ camera lùi, camera hành trình đó, ngoài ra thì còn trải sàn và bộ vô lăng nữa, thì mình đang hoàn thiện nốt. Thì cái sản phẩm này đã ra biển rồi và chuẩn bị giao tới tay khách hàng. Để nếu mà các bạn đang có nhu cầu muốn mua một cái sản phẩm xe tải van mà được muốn được hỗ trợ cái bộ nhận diện thương hiệu như thế này, mời các bạn có thể là gọi vào số điện thoại của mình 0987773322, mình sẽ làm cái đường này cho bạn rồi. Nếu các bạn cần tư vấn về cái dòng xe này, cứ để lại số ở bên dưới video, mình sẽ gửi lại cho các bạn sau khi mà mình đọc được cái tin nhắn đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.